và lộc đen, nhà nhà canh mai vàng, canh đào hồng chấm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang, và kính chúc người người sẽ gặp lại. Này, mày làm cái gì thế? Ê, cụ ơi, mắt cụ để gần tai mà cụ không nhìn thấy con đang quét sân à? Ủa, cái thằng này láo kìa. Mày bảo ai mắt gần tai đấy? Mắt tao mà gần tai thì mắt mày nó ở dưới quát chân đấy. Tại đầu xuân năm mới mà cụ toàn hỏi con những câu hỏi vô nghĩa. Thế nào là vô nghĩa hả? Dạ. Tao cho mày cái vào đầu rồi. Này, tao nói cho mày biết chứ, hôm nay là ngày mùng 1 Tết đúng không? Ừ. Mùng 1 Tết mà mày quét hết lọc của cụ đi à? Dạ. Nhà cụ ấy năm nay mà không có lọc ấy, là tất cả do mày. Tao sẽ trừ tiền công của mày. Tại con quên mất đấy, cụ cho con mượn cái chổi. Thế nhá, con trả lại cụ hiện trạng ban đầu, coi như hôm nay con chưa quét cái gì. Vô tích sự này mày. Thao. Dạ. Mày cứ đi đi lại lại, cụ chóng bạc lắm. Chán thật đấy cụ ạ. Sao? Ước gì cụ được lên làm quan huyện chứ có phải là tốt không? Ý mày nói là cụ đây là thông minh sáng láng, cái tầm của cụ nó phải lên nữa, ít ra là quan huyện chứ gì. Không, ý con bảo là ước gì cụ được làm quan huyện để nhà mình nhiều người đến chúc Tết, thế là con lại được nhờ, được mừng tuổi nhiều. Chứ đây từ sáng giờ có mỗi hai người chả bỏ. Không. Dạ. Đưa hai cái đồng cho cô xem. Ấy, cụ không định lấy luôn của con ấy chứ ạ? Ôi, tao cho mày trả hết, thèm gì lấy của mày. Đưa đây xem nào. Dạ đây ạ. Lại đây với cụ. Dạ. Ngồi xuống ạ. À, cứ ngồi đây với cụ. Ngày đầu năm tao cho mày ngồi thoải mái. Dạ. Đây là đồng gì? Ôi dồi, mắt con có mờ như cụ đâu. Đây là một hào ạ. Một hào? Vâng. Còn đồng này? Cái đồng này là 10 hào ạ. Đấy. Tao cần cái ngu của mày đấy. Là... mày biết là cái gì không? Là thế nào? Cụ nói cho con nghe nha. Ôi trời ơi, nếu mà người ta đến người ta mừng tuổi, vâng, thì mày phải nói thế này. Cái đồng 10 hào đây này, mày nói là đồng 1 hào, phải chưa? Còn đồng 1 hào ấy thì mày nói đây là đồng 10 hào, nghe chưa? Ồ, thế sao lại thế ạ? Ôi đấy, tao cần cái gu của mày như thế. Mày cứ làm như thế đi. Cái này ấy, mày cứ làm như thế nha. Thế người ta đến người ta mừng tuổi mày. Tao bảo là thằng này nó ngu lắm, nó không phân biệt tiền đâu. Có đồng 1 hào nó bảo là 10 hào, mà đồng 10 hào nó bảo là 1 hào. Thế là người ta cứ tìm hiểu, tao cho mày. Thế là mày cứ nhận rất nhiều lần cái đồng 1 hào này. Úi dồi ôi, mày nhận cái số nhiều ấy thì nó gấp tỷ tỷ cái đồng 10 hào này. Cái này người ta gọi là, mày biết là cái gì không? Dạ. Mưa dầm thấm lâu mà năng nhặt chặt bị. Năng nhặt chặt bị. Ê, thế là cái ngu của con được vận dụng được. Ừ. Cứ thế đó. Hay quá. Thế thì con hiểu luôn. Này cầm lấy. Dạ, dạ vâng. Ra cửa xem có ai không? Dạ vâng ạ. Nghĩ ra cách kiếm tiền đơn giản không mà. Cụ ơi. Hả? Có cụ Lý ở làng bên sang chơi cụ ạ. Mời ông ấy vào. Dạ. Con mời cụ vào ạ. Mày cứ để phụ tự nhiên. Chào ông. À, chào ông Lý. Hôm nay tôi sang đây chúc Tết và chúc sức khỏe ông. Mời ông uống nước. Cảm ơn ông. Cái gì cái chuyện cũ bỏ qua nhé. Sống với nhau ở trên đời lúc nào mà có thể trò nhau hòm bi được. Nó phải góc cạnh nó mới thân thiết, đúng không? Tôi mà đã chấp ông thì hôm nay tôi đã không sang. Này, tôi công nhận ông sướng thật. Sướng cái gì? Cái kẻ hồ người hạ bên nhà ông sướng thật đi. Tôi cho mấy đứa nào cũng thông minh sáng láng, chứ không như quân hầu nhà tôi. Khổ quá, cái thằng ăn thằng ở nhà tôi là chán lắm ông à. Nó ngu hết chỗ nói.
nó ngu mà cái chữ u nó kéo dài từ đầu làng đến cuối làng. Nói tóm lại là mấy đứa hầu nhà tôi nó ngu, ngu xuyên lục địa. Này, tôi là tôi không bị ông lừa đâu. Hôm trước là chính thầy trò nhà ông đã chơi tôi một vố. Bây giờ thì bảo đúng ngu thế. Ông không tin thế? Tôi không tin. Ông tin tôi gọi cái thằng hầu lên cho ông thử nó xem nhé. Ông gọi luôn. Hầu ơi. Dạ. Vào đây ông bảo. Dạ, ông cho gọi con ạ. Thằng này đúng không? Thằng này đấy. Nhìn mặt nó sáng láng này. Trông thế thôi. Nó đầu cái óc của nó như cái con chim sẻ. Này, thằng này nó mù tiền rồi. Thế mới lạ chứ. Rõ ràng nó có 2 đồng tiền. Một đồng là 1 hào. Một đồng là 10 hào. Hỏi là mày thích đồng nào nhất? Nó bảo là con thích đồng 1 hào. Nó có thế nó nó định ngu thế. Ừ, ngu thế đấy. Ông thử nó xem có đúng không? Được rồi. Tôi thử luôn. Thử ra nào. Thử thì mới tin được chứ. Đây, để tôi thử. Tiền cất mày, mày. Tiền nó liền với ruột. Đây. Mày về lại ông bảo. Dạ. Đây nhá. Ông có 2 đồng. Một đồng 1 hào và một đồng 10 hào. Vâng. Thế thì mày thích đồng nào? Con thích 1 hào ạ. Rõ ràng cái đồng 10 hào nó giá trị hơn mà nó chỉ thích 1 hào. Đúng là cái thằng đấy đúng là ngu thật. Ngu, quá ngu đấy. Ngu thử lần nữa xem cái độ ngu nó thế nào. Để tôi thử. 10 hào không lấy, lấy 1 hào. Đây. Đây nhá. Ở đây ông lại có 1 đồng 10 hào và 1 đồng 1 hào. Giá trị của đồng 10 hào thì mày biết rồi đúng không? Dạ. Đấy, thì bây giờ mày chọn đồng nào? Dạ, con chọn 1 hào ạ. Cái thằng này đại ngu, đại ngu đúng không? Đúng, từ cái thời cha sinh mẹ đẻ tôi chưa thấy một thằng nào lại ngu như thằng này. Thử phát nữa xem nào. Phát nữa nhá. Quá tam bá bận. Cái gì phải quá tam bá bận này. Phát này. Quá. Rồi. Đây. Ở đây ông có 4 đồng. Thì 3 đồng là 10 hào và 1 đồng là 1 hào. Mày chọn đồng nào? Con bảo là con thích 1 hào rồi. Sao ông hỏi nhiều thế nhở? Con bắt đầu thấy mệt rồi đấy. Thằng này đúng là cái thằng ngu nhất trên đời ông ạ. Đúng rồi. Cái ngu đấy. Mà ông này, hay ông cho tôi mượn thằng này về để làm trò cho làm tôi xem. Tôi đồng ý luôn. Nhưng mà thằng này đi với điều kiện phải có tôi đi cùng. Được. Không có một mình nó đi nó ngu quá thì cũng hỏng. Được. Nhất trí hả? Cảm ơn ông. Ui, hôm nay thu hoạch khá nhỉ cụ nhỉ. Nặng sái cả tay con ạ. Kế của cụ hay thật đấy. Thế nào? Dạ. Kế của cụ mà thấy thế nào? Quá tuyệt vời cụ ạ. Kế đây thì gọi là kế giả ngu. Hay cái thành quả của mưa dầm thấm lâu ở chỗ này này. Thế bây giờ chia nhé. Dạ, vâng ạ. Này, ra đây ngồi đây. Dạ. Chia tiền ra đây. Ngồi gần nhau thì nó mới đoàn kết đúng không? Dạ vâng. Núi vào. Dạ. Giờ thế này. Dạ. Cho mày tự nhận đấy. Dạ. Theo con thì cứ chia đều 1-1 của. Hả? 1-1. Mày là bố tao chắc nhé. Này. Dạ. 3 phần cụ 2 phần mày 1 phần. Ấy không được. Công của con đóng kịch cả ngày, cụ đâu cũng ngồi uống nước. Con 2 cụ 1 thôi. Công của mày á. Nhưng mà cái quan trọng là tao nghĩ ra cái trò này. Mày hiểu chưa? Cho nên là tao 3 phần thì mày chỉ được 1 phần thôi. Ấy thế giờ lại cụ 3 con 1. Không được. Thế mày có lấy không? Không được. Mày có lấy tao trừ thu cả để tao trừ công dần. Mày có lấy không? Con có nhưng mà cụ phải chia đều một tí chứ. Cụ chia 3-1 thì con thiệt quá. Có lấy không? Có lấy không? Ông cất hết thì để. Cụ chia đều một tí. Có cái chuyện gì mà đầu năm mới chủ cớ cãi nhau thế này thì rông cả năm mà. Dạ bà
Tại sao không ăn một chút dấu dấu dấu? Quát mai sao lại? Dấu cái gì? Dấu cái gì? Dấu cái gì? Cái gì đó? Dấu cái gì? Dấu cái gì? Ở đấy cái tay ông vừa dấu. Cái gì? Dấu cái gì? Hầu. Ông dấu cái gì? Ông có cái gì ông dấu đấy hả? Dấu đâu? Dấu cái gì? Dạ, ông cụ dấu tiền mà. À, lại còn có tiền riêng để dấu. Đưa đây sao nào? Mang ra đây. Mặc... Từ từ, để tôi lấy tiền nó nhiều. Nó dắt vào cặp quần. Nó tụt mất quần bây giờ. Nhớ tiền mà giấu đi à? Nộp ngay ra đây chứ lại. Ai trông giữ nhiều tiền nó mất thì sao? Nặng như thế này mà lại định giấu làm của riêng à? Hả? Công của con đóng kịch cả ngày ấy bà. Cái gì? Không ai thì về tay bà là bà vui rồi. Bà cứ thấy tiền là sáng mắt ra rồi. Này. Tôi mệt lắm, nghĩ bao nhiêu ngày đêm, nghĩ ra cái cách này để kiếm được cái chỗ tiền ở đấy. Lần sau có tiền là phải nộp luôn nhá. Chứ không phải giấu để nói mãi mới phải đưa đâu. Lần sau mà giấu tiền thì tôi phạt cả hai ông nhá. Không cho ai luôn đấy. Trời ơi. Cái gì? Cô nó bảo cụ rồi chưa đều luôn đi. Cụ cứ kỳ kèo. Tại mày ấy. Thế bây giờ mất cả chị ăn chài rồi còn gì. Tao bảo ba phần thì tao hai phần mà một phần mày không lấy thì mày lấy cái gì nữa. Mà con hiểu rồi. Gì? Bà lấy thì gì? Kiểu gì chẳng về tay cụ. Cụ cũng mà cũng tật ý. Tôi thằng Hầu lại chịu thiệt tôi. Thôi được rồi, tao sẽ lo vợ cho mày được chứ. Còn một con này đã thế, có bao nhiêu tiền ông cho con bảo hết. Lão Lý, ông đâu rồi? Ông đi ngủ trong luôn à? Đây. Khổ quá. Có ngay đây, không được cái rục rối cả lên. Này nhà có hai cái thằng ở đấy, đi vắng hết cả hai. Làm khổ mình không biết. Rồi, việc này mà cũng cần đến mấy cái thằng ở à? Có mỗi việc lấy nước ấm rửa chân cho vợ mà cũng không làm cho nên ổn. Đi làm cái gì à Lão Lý? Thì thôi mình... Thôi ra muộn một tí mà làm sao đâu. Đây, có nước cho mình rồi. Nào đưa đây tôi rửa chân con. Kêu hết cả lên. Ôi trời ơi. Ông định giết tôi à? Người nước nóng như thế này mà ông định cho chân tôi vào. Ông định giết tôi để đâu. Ông đi lấy con khác cái gì? Đâu, ai có ý định đấy đâu. Mình cứ nghĩ gì thì oan cho tôi. Mình dục quá thành ra tôi chưa kịp pha nước lạnh. Một đứa nào đây? Dạ. Mẹ mà đây. Ôi trời, mẹ. Hai đứa đang làm cái gì đấy hả? Dạ mẹ. Dạ con chào mẹ ạ. Dạ con đang lấy nước để chuẩn bị gội đầu cho chồng con mẹ. Đúng rồi đấy. Mời mẹ vào uống nước. Mời mẹ vào uống nước ạ. Bê ngay cái chồng nước vào kia. Bê ngay vào kia lấy nước ra để cho mẹ uống. Mẹ ngồi trên đây. Riêng nó là phải mắng, phải dạy mẹ khổ lắm. Đây đây, ngồi này. Đấy. Mẹ sang mà chả nói với chúng con một câu để chúng con trở tay à, để chúng con chuẩn bị. Dạ vâng ạ. Anh chị bận. Dạ. Tôi không dám nói. Dạ. Để tôi sang xem anh chị chiều nhau như thế nào. Dạ. Dạ. Mẹ ơi, con mời mẹ uống nước mẹ. Đấy. Đấy mẹ hỏi thì nói đi. Chiều nhau như thế nào? À, vợ con cũng chiều con lắm ạ. Đấy, hàng ngày là mẹ cứ bắt con gội đầu, bê nước chân. Lên. Dạ vâng. Dạ. Mời mẹ uống nước cho nó mát ạ. Dạ. Mẹ cứ yên tâm là chúng con sống rất là hạnh phúc. Ôi đấy. Ôi giời ơi, mát à. Nóng quá. Đấy. Chị ở với tôi bao nhiêu năm mà chị không biết à? Chị cho tôi uống nước nóng thế này để tôi lại ho thêm à? Đấy. Thấy chưa? Thấy mẹ ho thưa mà cứ đứng đục ra đấy. Vào tìm cái nước khác để cho mẹ uống đi. Mẹ ơi, thế mẹ uống nước gì ạ? Hay là con pha nước gừng cho mẹ nhá? Ôi ơi. Sao đời tôi lại vô phúc đến thế không biết. Con dâu đối xử với tôi như thế đấy. Ở với tôi mấy năm mà không biết tôi uống cái gì, tôi ăn cái gì. Thôi bây giờ chuyển chủ đề đi. Dạ, mẹ ơi, thế là mình chuyển chủ đề gì đấy ạ? Về ăn uống. Uống rồi, bây giờ về ăn. Bây giờ thế này này, bụng dạ tôi rất tốt, ăn gì cũng được. Dạ. Mẹ ơi, cả nhà mình ăn bún cá nhá. Hả? Bún cá mẹ. Bún cá dạ. Ngon đấy. Thế cô không biết 3 năm về trước cô làm tôi hóc. Phải đến nhà ông đang ông chữa vẹo à? Hay là cô muốn tôi chết? Dạ. Để mấy lần mà bốc bộ không xong. Dạ mẹ ơi, con không có ý đó đúng đâu ạ. Dạ. Không có ý đó cả. Nhưng mà điên lắm mẹ ạ. Và đưa cái gậy đây.
điên thật đấy. Bây giờ mẹ nhắc tôi nhớ ra là chuyện 3 năm trước. Đấy, cho bà ăn cá. Đấy. Rồi để bà hóc. May mà bà không đi. Đấy. Bà mà đi là tôi mang tiếng hết cả cái làng này. Bây giờ này nhá. Đi vào trong nhà. Hôm nay nhá, riêng nhá, tôi không cho bà nhử đòn nhá. Tôi không làm người luôn. Đúng. Bởi vì sao, mẹ tôi ăn cái gì còn không biết. Đấy, cho ăn cá này còn định cho bà là gọi là hóc. Đấy, cho ăn hóc. Thì bây giờ cho bà ăn món gì? Thôi thôi thôi, mình ơi, em biết lỗi rồi. Em biết lỗi bây giờ nhá, biết lỗi rồi. Em sai rồi, em chịu. Ai mà đánh cái gì đấy? Không, mỗi nó đốt con nhà. Ai vừa bây giờ một gì? Cho ăn gì nói mẹ một câu đi. Không tôi đánh luôn đấy. Dạ dạ. Mẹ ơi, không bún cá thì bây giờ con ra chợ con mua ít sườn về nấu canh sườn cho mẹ. Ôi được với mẹ, được trời con. Sườn. Dạ sườn mẹ. Cô định giết tôi à? Cứ dại như thế này, răng tôi nó yếu nó giòn. Thế cô tôi ăn sườn để cả cái hàm răng nó nuốt vào bụng thì làm sao? Đúng rồi. Phải biết là mẹ răng yếu như thế nào. Bây giờ mà nuốt cả hàm răng vào trong bụng thì à đúng không? À, cái gì đấy? Con bảo là bây giờ mà nuốt cả hàm răng vào trong bụng ấy, dạ, là kêu đúng như thế luôn ạ. À. Đấy. Thấy đấy chưa? Như thế có được không? Dạ. Bây giờ này nhá, tôi cho cô nghĩ ra, bịa ra một món cuối cùng mà không đúng ý mẹ. Tôi vang cô luôn tại đây. Đúng. Tôi không có thể. Đúng. Dạ. Món hay là món... À, mẹ ơi, hay mình ăn tôm hùm mẹ nhá. À đúng. Cái gì? Tôm hùm. Hai chán. Ngon mẹ. Tôm hùm á? Vâng, vâng, tôm sao hùm. Sao cô thâm thế? Ôi trời, cái gì? Tôi già rồi, tôi đau rồi đùi gối. Bây giờ cô cho tôi ăn tôm hùm để tôi đau đùi gối để tôi chết à? Đúng rồi. Tôm hùm nó là chùm của đau khớp đấy. Thế mà bây giờ mua tôm hùm về cho mẹ tôi ăn. À, nghĩ như thế nào? Định giết bà phải không? Hại tôi à? À, định hại hả? Con dạy vợ thế nào? Mẹ đau chân như thế này mà nó lại cho mẹ ăn tôm hùm là thế nào hả? Dạ vâng, thôi mẹ bớt nóng hết. Thôi thì vợ dạy thì sai chịu. Có gì con sẽ đưa vợ con vào kia. Con chị đâu bây giờ? À, dạy cái gì sao? Đấy? Dạ, mũi nó cứ đốt khổ quá. Dạ vâng, thì xin phép mẹ con đưa vợ con vào nhé. Đúng. Riêng nhá, hôm nay có mẹ ở đây nhá, con hứa luôn. Nếu con không trừng trị con này, con không làm người luôn nhá. Thế sao? Mình ơi, em biết sai rồi. Em biết sai rồi. Vào! Vào! Vào trong kia! Ô lao biểu để con vào không chỉ đó. Đây! Lý tưởng phải dạy vợ như thế chứ nhỉ? Anh! Hư lắm! Con này hư lắm! Đánh! Ta kia mình ơi! Đi vào đây! Riêng hôm nay! Này nhá! Riêng hôm nay! Không đập cho cô một trận nhé, tôi không làm người luôn. Hả? Hả? Mẹ chồng sang thì là mặt tớn lên, không thèm mang nước ra mời mẹ. Thế chứ, phải dạy như thế chứ. Thế mới không hổ danh là con trai của mẹ. Lý Trường phải như thế mới oai chứ. Cho một trận, đối xử mẹ chồng thế mà. Hả? Nghe tôi, nghe chưa? Đừng có cái kiểu cãi hết vớ cái vẩn nhá, là tôi đập cho không chừa một cái gậy nào đâu. Hả? Không chưa. Chưa, để im chờ tôi nói. Mẹ ông đi rồi. Này chết xong rồi. Ôi mẹ ơi. Đấy, phải dạy vợ như thế. Chứ lại Lý Trường gì mà nhu nhược. Ngồi đấy. Tôi đi chợ, bác về tôi tính tội nhé. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, anh ấy đánh con đau quá mẹ ơi, con khổ quá. Con xin phép mẹ con đi chợ. Đấy, mẹ thấy không? Đêm hôm như này, anh còn bắt con đi chợ. Thì con xin phép mẹ con đi chợ nhá. Ok, cái con này. Mày đã hỏi mẹ ăn gì chưa mà mày đi chợ? Mày biết mẹ ăn gì? Dạ, thì hôm nay mẹ ăn gì để con mua ạ? Thôi, mẹ thương, ăn gì cũng được. Mẹ dễ tính mà. Con xin phép mẹ ạ. Không dạy thì không ngoan như thế được nhá. Ra đây. Thảo, đánh nó vào đâu? Ôi dồi ôi. Thảo đi. Dạ, không sao mẹ. Đấy, mẹ thấy không? Hôm nay mẹ sang ấy, mẹ chứng kiến ấy,
con dạy con mà còn đâu ra đây luôn. Con đánh luôn ở trong nhà đấy, kêu oai quái luôn. Con ơi, làm mắt con làm sao thế? Con làm sao đâu? Đây. Làm sao đâu? Nó đi đi chưa mẹ? Nó đi rồi. Đi chờ. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Bây giờ con mới nói thật luôn. Sao? Nó đánh con đi. Ôi trời ơi. Sao con lại để nó đánh con? Con ra đây này, con dùng hết cả nắm đấm, con dùng hết sức bình sinh để con tán nó. Con tán thế nào trượt lại vào đúng mắt con. Con ơi, con đau động quá. Thầy ông để đập lưng ông thế hả con? Thế nào con để đánh vào mắt con thì con ra cái gì nữa hả con? Ôi ơi, mẹ thương con quá. Nào Lý, vào đây. Cái cạnh bàn này nó chắc quá. Quỳ xuống. Ở đây, sao lại quỳ? Tôi thích. Thôi thôi này, mình ơi, tôi xin mình đấy. Nhẹ tay cho tôi một tí thôi. Hôm nay mẹ sang thì chẳng qua tôi muốn oai tôi diễn thế thôi chứ. Thật tình là tôi cũng có tệ với mình thế đâu. Chứ mình làm cái này khổ tôi lắm. Nhá. Hôm nay nhá, ngồi lấy một quạt cho tôi. Đây. Đây. Qua đi, đấm lưng này. Đây. Quạt đấm. Đấm lưng đi. Đây. Mạnh vào. Đây, yên tâm. Đây. Ông đấm cái gì ấy? À, đây. Thôi mà bỏ đi. Lâu lắm rồi không nộp thuế nhỉ? Hay đi lên trên kia nộp thuế cái nhá. Cho tôi ngồi đây tôi quạt đến trưa mai được. Chứ đừng bắt tôi nộp thuế, nói thật sự là đồ này yếu quá. Đấy, chợ bây giờ nộp thuế nó thất thu khổ lắm. Rượu mời không muốn uống, lại ông lại muốn uống rượu phạt trả lao Lý. Cụ Lý, không được đâu ạ, cụ dạ. Không thể lấy cái bình này được. Cái bình này là cái bình gia truyền ba đời nhà tôi, cụ cho tôi xin lại ạ. Ông Phú, ông nên nhớ rằng là đàn ông thì phải song phẳng. Dạ. Thì mới tồn tại được cái làng này lâu dài, nghe chưa? Thì bẩm cụ Lý, tôi rõ ràng là rất song phẳng đấy ạ. Đành rằng tôi thua cụ Lý vì cái việc tranh chức lý trưởng. Thế nhưng mà cái bình này thì cụ Lý không thể lấy được của tôi đâu ạ. Đây là cái bình gia truyền ba đời nhà tôi. Dạ đúng rồi ạ, không được đâu cụ. Thôi ạ, thế này nhá, không nói nhiều. Muốn lấy lại cái bình thì cứ đưa đây 100 lạng bạc là có nó luôn. Cơ mà vợ chồng tôi chưa gom đủ được. Bây giờ chưa có 100 lạng bạc thì làm thế nào cụ phải cho tôi xin lại cái bình chứ? Khi nào đưa đủ 100 lạng bạc thì lấy lại cái bình, còn không thì chấm hết lằng nhằng. Cụ Lý. Trời ơi, có mỗi cái bình cổ đáng giá, ông ấy lại lão Lý trưởng cậy quyền cậy chức định cướp cái bình của ông à? Không xong đâu. Thôi được rồi, ông cứ để tôi. Bà thì làm được cái gì? Đàn bà đái không qua ngọn cỏ, bà biết cách gì bà lấy lại cái bình? Ông cứ đợi đấy để xem con này làm cái gì. Con này sẽ lấy cái bình về đây. Bà có cách thật à? Mày giết vợ của ông. Cái thằng này, mày chào cái gì hả cái thằng này? Dạ, con vào để con chào cụ. Xong rồi con chúc cụ một buổi sáng tốt lành đấy ạ. Tốt lành cái tên sư mày. Xít nữa thì vỡ cái bình chành của ông, cái bình cổ của ông. Mày thà mày vào đây mày cứ im lặng đi cho ông được nhờ. Đằng này mày chúc với mày tụng. May là ông không đau tim đấy. Ông mà đau tim thì vỡ mộng ông luôn. Vỡ mộng luôn. Hả? Thế ở đâu mà cụ có cái bình đẹp thế ạ? À? Mày chưa đủ cái tay. Ta đã bảo không được sờ vào đấy. Dạ.
Mày biết cái bình này nó quý như thế nào không? À, mà mày chưa đủ tuổi để mày biết được cái giá trị và cái niên đại của nó. Cho nên mày chỉ ngắm từ xa thôi. Nhá. Tao nói thử luôn. Riêng cái bình này nhá. Mày bán cả lo cho mày đi. Rồi là cả lo cho mày làm công cho ông mút mùa không bao giờ mua được cái bình như này. Thấy chưa? Cái bình này bao tiền? Mày này im, im. Dạ. Chó nhà hàng xóm chùa. Mày cẩn thận nhé. Trộm nó vào nó chết đấy. Mà thôi này, ông dặn đây. Ông dặn đây. Mày ở nhà mày trông cái bình này cho ông. Đấy, ông đi sang bên kia có việc. Cấm để cho con mèo nó nhảy qua mà nó vỡ cái bình này là về ông giết mày luôn đấy nhá. Dạ. Thấy chưa? Trông đấy. Dạ vâng. Thế để con đưa cụ ra cổng ạ. À? Không phải đưa. À mà đưa cũng được. Dạ vâng ạ. Là ông rất mừng. Thằng cu đông, mày nghe ông dặn đây. Dạ. Ở nhà trông vườn bưởi cho ông, mất quả nào ông nhừ đòn với mày. À, mày nhừ đòn với ông, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Ông đi đây. Trông bưởi, có cái gì mà trông? Quả này có làm sao đâu nhỉ? Này thằng Đông. Ui, dạ, con chào bà Phú ạ. Cụ mày có nhà không? Cụ con á? Cụ con vừa đi đâu rồi ạ? Thế thì bà vào nhà, bà đợi cụ mày về nhá. Bà ơi, không được đâu bà ơi. Bà. Bà ơi, bà đợi con với bà ơi. Gì đấy? Dạ, bẩm bà có chuyện gì bà cứ nói với con. Xong tí nữa con về con báo lại với cụ Lý ạ. Tiếc nhở, cụ không ở nhà. Nay tao sang đây nhờ cụ tí việc mà cụ lại không ở nhà. Thế mới đâu chứ nị. Chị bà có chuyện gì? Bà cứ nói với con. Xong tí về con chuyển đạt lại là xong ạ. Chuyện là như thế này. Tao sang đây nhờ cụ Lý xác nhận cho tao cái đơn để tao trình ra huyện. Về tao bỏ cái lão chồng nhà tao. Bà với Phú ông vừa cưới nhau mà đã đòi bỏ nhau rồi ạ. Thế mới có chuyện này sang đây chứ nị. Bà ơi, con hỏi ý không phải. Thế dạo này Phú ông yếu thế ạ? Yếu cái gì? Đêm nào ông chẳng bần bật cái cối xây 4-5 lần. Thế mà bà lại đòi bỏ Phú ông á? Hay là do bà đấy? Tao cái gì? Tao không thể sống với một cái thằng ngu được. Ai đời nào nó coi tao như là một cái món đồ cổ ấy. Mày nghĩ thế có tức không? Này, con nhìn bà phơi phới như thế này. Thế mà Phú ông lại bảo bà là đồ cổ để túc tắc lại á. Chuyện tiếp theo nó như thế nào ạ? Thế tao mới tức chứ nè. Tân hôn xong ấy, ông trả tao 200 quan. Ông bảo là đây là lệ phí mua đồ cổ túc tắc lại. Mày nghĩ như nào tức không? Thì bà có nhận không? Mày bị điên à? Tao mà nhận thì khác gì là tao tự nhận là tao ở phố cô đầu về à? Đúng, đúng. Bà mà nhận á, bà người ta lại bảo là gái nhà thổ đấy ạ. Đấy, khổ thế chứ lại. Còn cái chuyện này nữa này, đây, có mỗi một cái chuyện này thôi mà tao với ông ấy cãi nhau suốt cả một ngày trời. Ông ấy bảo đây là đồ cổ bạn ông ấy tặng. Nhưng mà rõ ràng cái đồ này là đồ giả cổ. Đây, mày nhìn xem, đúng không? Sao hai cái bình này nó giống nhau thế ạ? Đúng nhỉ? Sao hai cái bình này nó lại giống nhau như thế này nhỉ? Hay là cái bình này cũng là đồ giả cổ? Bà đừng động tay vào. Cụ mày về hay sao ấy? Nó giống nhau thật đấy mày nhỉ? Bà thế. Cụ con đã về đâu? Chắc là tao nhầm ấy. Mà bà cầm cái bình của bà đi nhá. Không là nhầm với cái bình của cụ con ấy. Mà bình của cụ con là bình cổ thật đấy nhá. Thôi, mà tao về đây. Hôm nay tao sang cụ Lý có tí việc. Nhưng mà cụ ấy không ở nhà. Tao lại đổi ý là tao không bỏ chồng nữa. Thế tao đi về nhá. Này, mà nhớ ấy, là về đừng có nói với cụ mày là tao sang. Cụ là chắc nhá. Thế thôi nhá, tao về đây. Thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng là sang đây là để đòi bỏ Phú ông. Xong bây giờ lại không bỏ. Chả hiểu ra làm sao. Có lẽ nào cái bình của cụ Lý lại là bình giả cổ giống của Phú bà không nhỉ? Ôi, cái
cái thằng này. Mày làm cái trò gì đấy? Dạ. Cái bình này không phải của mày đâu. Mày phải của mày. Đập cái bình của cụ đấy. Ôi trời ơi. Sao mày không bảo ông trước? Ôi trời ơi, ông đập mất cái bình của ông rồi. Ôi trời ơi, mày bò như đứa tơ. Bao nhiêu tiền của tôi? Bẩm cụ. Cụ ơi, trên cái bình này có khắc chữ và dấu của làng cụ. Mày điên à, cái bình cổ đấy khắc chữ của làng tao là cái gì? Đây, cụ cứ xem kỹ đi. Đâu? Mà làng cụ làm gốm mà được hơn 30 năm đâu. Ôi, đúng rồi. Ôi, sao nó lại thế này hả thằng Đông? Dạ. Hả? Tao là như thế này. Cái bình của tao là bình cổ, niên đại nó 1000 năm. Thì bây giờ nó thành ra cái chữ là của làng mình là thế nào? Dạ bẩm cụ là cụ dặn như thế nào? Con nghe lời cụ, con ở nhà con không dám đi đâu. Con còn bảo vệ cái bình của cụ mà. Mày bảo vệ mà bây giờ nó ra cái chữ như này, tao hỏi mày, dạ. Mày nói thật nhá. Tao giết mày luôn. Dạ. Có ai đến nhà mình không? Dạ. Hả? Dạ. Có ai đến không? Dạ có ạ. Đứa nào? Dạ, ban nãy bà Phú sang đây mà bà ấy cũng có một cái bình y hệt như của cụ. Chết rồi. Dạ. Mày giết ông rồi. Dạ. Mày giết ông rồi. Thế nhưng mà con bảo vệ cẩn thận lắm. Mày bảo vệ cái gì? Dạ. Cái con mụ vợ thằng Phú nó hơ hớ ra như thế. Chắc là thấy nó phây phây ra xong mày sang đây mặt mình ngây ra thế là nó cháo cái bình rồi. Ôi giời ơi. Dạ. Ôi giời ơi, thế này chết tôi rồi. Đúng cái bình của nhà mình là ở bên nhà nó rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào hả cụ? Bây giờ làm thế nào? Bây giờ đi lấy không? Bây giờ phải làm thế nào để chuộc nó về không? Cụ nói thế nào chứ? Bây giờ con sang bên đấy kheo này bà Phú mà bán đi rồi thì sao ạ? Ôi giời ơi, cái này mày giết ta rồi. Ôi đông người là đông. Ôi trời ơi, Đông ơi, mày giết Đông rồi, Đông à. Ôi làng nước ơi, từ cụ Lý Thăng rồi. Mày lấy cái chữ mày, dạ. Mày có sang nhà đấy mày lấy cái bình về đây cho ông không? Hả? À, lấy cái bình về đây cho ông. Nghiệp chết cha mày. Ôi, con xin phép con đi. Mày cút tốt. Này, cái ông Phú. Chuyện gì bà đi đâu vậy thế? Ông có biết tôi cầm cái gì đằng sau không? Thì bà cầm cái gì? Đây. Ôi, cái bình cổ của ông đây. Ôi, bà đã lấy được cái bình về rồi à? Bà làm cách nào mà giỏi thế? Sao ông cứ chê là đàn bà, tôi cũng qua ngọn cỏ. Ngọn tre tôi còn qua được, cũng chỉ là ngọn cỏ. Đấy, qua ngọn tre. Ôi, trời ơi, quý quá. Đúng là mưu trí đàn bà. Thôi được rồi, tối nay tôi thưởng. Đi vào đây. Ôi giời đất ơi, mới có 30 Tết thôi mà. Ôi giời, làm cái gì mà chúc tụng nhau được cái ầm ĩ điếc hết cả tai thế nào. Dứt hết cả đâu. Cô Lý. Ôi giời ơi, cái gì đấy? Mày vào, mày phải đánh tiếng rồi nhá. Tao dặn mày rồi. Cái gì mà từ từ. Mày cứ vù vù mày phóng như thế à? Hả? Dạ vâng, lần sau con rút kinh nghiệm ạ. Nhớ chưa? Dạ. Bẩm cụ là cụ ngồi im để con rửa mặt. Thôi được rồi. Để tao thừa tao rửa bằng cái nước mùi, hoa mùi mày nhớ chưa? Dạ. Mùi gì khắm đấy nhỉ? Làm gì có mùi gì hả cụ? Mũi về thế nào đấy? Mày khịt mũi rồi. Mũi rồi. Mùi thum thủm, khăm khẳm, thối thối vậy. Úi dồi ôi, tôi chết rồi. Dạ bẩm cụ là cái nước rửa chân này con rửa cho cụ từ hôm kia mà con quên không đổ, là hôm nay con lại mang lên để định rửa mặt cho cụ. Thằng mất dạy. Lát nữa tao lấy cái nước này tao lau mặt cho mày. Để con đi thay luôn. Không cần. Đi thay luôn ạ. Đúng rồi, tao bảo. Dạ. Cụ mới mua cái quyển tử vi này. Dạ.
Năm nay là cái năm Dần, đúng vâng. không? Cái tuổi của cụ này chỉ có hợp với lại cái tuổi Ngọ, tuổi Tốt thôi. Kỵ với tuổi Mùi. Nói tóm lại là không phải tuổi Ngọ, tuổi Tốt mà đến trước cửa nhà cụ, mày cứ đuổi thẳng cổ cho ta nhá. Đúng chưa? Con chắc không hả cụ? Chắc như linh đóng cột rồi. Con chẳng tin. Cụ có ăn có hỏng gì đâu mà cụ cứ ngồi đấy rồi cụ phán xem bói như thật. Con thằng này mất dạy à. Mà thôi, con nói thật nhé, là cụ đưa cho con một hào, con đi tìm thầy cúng, người ta xem cho là tuổi nào hợp cụ, tuổi nào không. Làm sao tao phải mất tiền? Tao đã mua cái quyển tử vi hai hào rồi. Mày cứ nghe tao nhá. Dạ vâng. Nói chưa? Vâng ạ. Nhắc lại cho nào. Tuất với Ngọ thì cho vào. Ừ. Còn không thì đuổi cổ. Đúng rồi. Dạ vâng. Ông cứ vẽ chuyện tuổi nào phải giao giống tuổi nào. Bà chả hiểu gì hết. Kiêng kỵ thì biết gặp may mắn chứ gì. Thế tuổi nào mà nó chả thế, năm nào nó chả vậy. Không nghe các cụ bảo gì à? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, hiểu chưa? Rồi. Uống nước đi. Mà hôm nay là 30 Tết rồi đấy. Bà hạ hỏa, cái tính khí của bà nó hạ xuống một tí nhé, để sang năm cho nó may mắn, nhớ chưa? Đây này, tôi đã xem tử vi kỹ lắm rồi, cái tuổi tôi chỉ hợp với lại Ngọ, Tuất, còn các tuổi khác là cứ đến trước cửa là đuổi thẳng cổ, hiểu chưa? Tôi nói thật với ông ấy chứ, mấy năm trước với năm nay, ai xong nhà chả thế. Bà không nhớ gì à? Bà sao? Đấy, bây giờ bà mù hết rồi, bà có nhớ gì đâu. 3 năm trước cái lão phu hộ ở làng bên sang sông nhà, mà tuổi tôi với tuổi lão lại kỵ nhau. Đấy, cái năm đấy tôi mất hẳn cái chức đấy. Ôi trời ơi, tốn bao tiền. Này, đấy là do ông ngu thôi nhá. Ông lại cứ đổ tại cho người khác. Đấy, 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 đấy. Trước mặt chồng lúc nào cũng chê chồng ngu. Ngu, đúng rồi, tôi ngu. Cho nên là bây giờ tôi vẫn giữ cái chức lý trưởng đấy. Mày có mà tiền giữ. Mày vừa bảo gì? Dạ, con không nói gì đâu cụ ạ. Tao vừa nghe chứ mày bảo là có mà tiền giữ thế này. Đâu. Mà không cẩn thận thì sáng mai mùng 1 tao khâu cái mồm mày lại đấy. Dạ. Thôi, Hầu. Dạ. Bây giờ đi theo bà, làm công cúng tổ tiên nhé. Sắp đến giờ rồi. Còn ông cứ ngồi đây mà coi sổ coi sách. Nhé, rạch việc. Mày nhớ nhá, tuổi Ngọ, Tuất cho vào, không đuổi thẳng cổ nhá. Ôi giời ơi, trời, chắc con thế cơ mà ăn suốt ngày mới đòi tiền rồi nhá. Tiền bạc đầy nhà, phú quý vinh hoa lại thăng quan. Con chào cụ Lý ạ. Dạ, đầu xuân năm mới con sang đây chúc cụ Lý là an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc phát vợ con ạ. Đầu xuân năm mới mày vừa mới giúp cụ mà cái lao ầm ầm như mọi năm là thế nào? Dạ. Bây giờ đi gặp cụ về nhẹ nhàng từ từ nhé. Dạ vâng ạ. Mày vừa chúc cái gì? Dạ con chúc cụ sang năm mới là phát tài phát lộc phát vợ con. Cái đấy được, phát vợ con á. Cụ thuộc bà nhà mày. Dạ. Cụ lì xì con. Cậu mày khéo thật chứ. Đấy, mới phải tung tiền này nó mới đỏ. Dạ. Tôi nghĩ là năm nay tiền có thoải mái để cho mình tung. Ừ. Dạ vâng. Hai Trinh. Dạ. Tạm thời một Trinh đã. Chưa cụ mừng tiếp một Trinh. Dạ vâng. Con xin ạ. Này, mày ra ngay ngoài cổng. Nhớ là cái tuổi mà cụ dặn mày rồi đấy, nhớ chưa? Con nhớ rồi. Thì em cho vào. Dạ vâng. Không đuổi thằng cổ. Vâng ạ. Được chưa? Mà quan phụ ơi,
cụ dặn tuổi gì ấy ạ? Cái thằng đầu đất này, chả nhẽ năm mới tao lại gõ cho mày xưng đầu lên. Cụ nhắc lại con một lần. Tuổi ngọ, tuổi tuất thì hợp với tuổi cụ, nhớ chưa? Ngọ, tuất, còn đâu tuổi cổ? Còn đâu là tuổi thằng cánh. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Mùi sung thằng hầu là cụ Lý đấy hả? Ôi dồi, con chào quan lớn ạ. Này, làm cái gì mà mày rúm gió lại thế hả? Vào bẩm với cụ Lý là có quan lớn đến chúc Tết. Năm nay cha ta được mừng thượng thọ. Dạ. Nên ta đi chúc Tết người dân nhé. Dạ. Ui, thế thì phúc đức cho nhà ông con quá. Thế thì nhưng mà trước khi con vào hỏi thì quan lớn cho con hỏi là quan lớn tuổi gì ạ? Hả? À, thằng này láo nhỉ? Mày mà lại dám hỏi tuổi quan lớn hả? Dạ không ạ. Thưa quan lớn là ông con bảo là ai đến chúc Tết cũng phải hỏi tuổi rồi mới cho vào ạ. À, thế vào bẩm với cụ Lý nhà mày là quan lớn tuổi con dê nhá. Con dê ạ? Ừ. Dạ vâng. Dạ, quan lớn cho con hỏi là con dê là tuổi gì ạ? Ô hay, cái thằng này to cao thế mà sao đầu óc mày ngu thế nhỉ? Con dê có nghĩa là tuổi mùi. Bảo với cụ Lý nhà mày là quan lớn tuổi mùi nhá. Dạ vâng ạ, con vào báo luôn ạ. Ừ. Thằng Lý thằng này gớm thật. Quan lớn mà nó còn cấm cửa thì không hiểu là dân đen có việc mà muốn tìm cụ Lý thì nó hành đến mức độ nào. Được, để qua Tết ta sẽ cho nó biết mặt. Đầu sang phú quý lại thăng quan. Cụ ơi cụ. Đấy lại cứ mầm thế rồi. Đi nhẹ nhàng mới khẽ sao nào. Cụ ơi, có người. Có gì? Người đấy. Tuổi mùi cụ ạ. Tuổi mùi á? Dạ. Là ai tao bảo? Dạ. Ngồi đây. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Mày có thích cái bát nước nóng này vào giữa đầu mày không? Dạ. Tuổi mùi là tuổi kỵ với cụ. Dạ. Chả nhớ chứ cả. Dạ. Cho cái tuổi kỵ vào để tan cửa nát nhà. Vâng, con nhớ rồi. Nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Dạ, thưa quan lớn là con thì rất muốn cho quan lớn vào. Nhưng mà cụ con thì lại bảo là tuất ngọ thì được vào. Còn đâu thì tống cổ. Bỏ qua, thằng này hôn quá quá. Để con cho nó một trận. Thôi. Ta đến đây để chúc Tết chứ không phải để gây sự. Buông nó ra, nó chỉ làm theo lệnh của phụ lý thôi. Đi về. Quan lớn đến chúc Tết mà cũng đuổi về. Cụ ơi, lần này không phải là tuổi mùi. Nhưng mà là tuổi thìn cụ ạ. Tuổi thìn á? Vâng. Con lấy tuổi thìn là thế nào? Tuổi thìn là vẫn không được. Tuổi ngọ cũng tuổi tuất mà. Ngọ tuất. Nhớ rồi nhá. Vâng. Ui giời, sốt ruột cái thằng này. Mãi mà chả có tuổi ngọ với tuổi tuất là thế nào. Không có ngọ tuất thì năm nay xui ngay. Ui, cụ ơi. Có rồi cụ ạ. Tuổi gì? Tuổi ngọ. Ngọ gì? Ngọ hả? Ngọ tổ vào. Dạ, để con mời vào luôn. Cho vào. Ngọ ơi ngọ, ta thích mày lắm mà. Ngọ. Dạ, chào cụ Lý ạ. Năm mới chúc cụ mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Cụ là người sống đất nhà tôi à? À, dạ, cứ thế. Ô, nó đợi tận trưa rồi mà vào vẫn là người sống đất ạ? À? Ừ, cụ thứ chết. Ừ, thế tôi xin phép cụ Lý tôi về.
cái gì? Mày đưa một tin đây. Một tin của mày đâu? Đây à? Cứ đi theo. Thằng ngu này. Sao mới để được cái lão nghèo xác nghèo sơ của cái làng này sông đất hả? Thế thì năm nay nhà chỉ có lụi thôi, chỉ có cảm đất mà ăn thôi nhá. Thế cụ dặn con là tuổi ngọ với tuổi tuất thì lão ấy bảo tuổi ngọ. Trời ơi, sao mày ngu thế? Hầu ơi, mày ở với tao bao nhiêu năm rồi còn cho cái lão nghèo kiết xác của cái làng đến sông đất à? Ôi trời ơi. Lạ thật đấy nhỉ, sao lại không đến nhà mình chứ nhỉ? Ôi trời. Gì đây? Thế mới mùng 1 rồi đó cơ. Hùng hục, hùng hục. Này, cái lão mẹo đầu năm mới vào nhà mình làm gì đây? Dạ lão tuổi ngọ nên là con cho vào nhà mình thôi ạ. Nó vào sống đất chứ còn gì nữa. Này, thế quan huyện từ sáng giờ đã vào nhà mình chưa? Quan huyện? Đến Tết làng mình hả? Ừ, năm nay quan huyện làm cái lễ thượng thọ nên là đi quanh làng vào xông nhà từng nhà một. Thế cho à? Mỗi nhà 10 hào. Vậy mà nhà mình không thấy một trinh nào. Lạ thật đấy. Ông bà ơi, quan huyện có đến nhà mình mà bà. Đến lúc nào? Đến lúc nào? Bao giờ? Thì cụ chả bảo con là đuổi quan huyện về thì gì? Ôi giời ơi. Mày giết tao rồi. Trời ơi, thế mày đuổi quan huyện về à? Thì ông chả dặn con là trừ tuổi ngọ với tuổi tuất ra, kiêng kỵ nhất là tuổi mùi. Mà quan huyện đến đây, quan huyện lại bảo là con huyện tuổi mùi, thế là con đuổi quan huyện về luôn. Ôi trời ơi, mày ngu quá Hồng ơi. Ôi trời ơi, năm mới lắm mà người có tiền đi không cho vào, lại đi giết cái lão mẹo nghèo xác nghèo dơ vào. Trời ơi, tôi nói cho ông biết nhá, năm nay mà nghèo xác nghèo dơ như cái lão mẹo xong rồi lại còn trượt cái chức quan nữa thì ông biết ngay thôi. Ông ấy tất cả là cái mày nhá. Năm nay chắc chắn là mất thêm tiền rồi, ông với chức lý trưởng này dễ xuống dốc lắm. Thằng Đông đâu? Đông! Dạ. Ôi giời. Dạ bẩm bà cho gọi con ạ. Ôi giời ơi. Ăn vùng chưa dạ. Biết chùi mép kìa. Ôi giời ơi là rồi. Thôi được rồi không sao. Mà đã làm cái gì đâu mà ăn cơm. Ôi giời, bẩm bà. Con ăn có mỗi một tí cơm nguội với cà, có gì đâu hả bà. Thôi được rồi. Không sao. Này Đông này. Vâng. Bà ấy là bà sốt ruột lắm cơ. Bà hỏi mày này. Sao hả bà? Dạo này mày có thấy ông đi đâu không? Gặp ai? Làm gì không? Hả? Nói cho bà biết. Dạ. Ông ấy. Thưa bà. Đã từ rất lâu rồi. Ông đi đâu làm gì? Ông không cho con theo. Cho nên là con không biết ông đi đâu và ông đi với ai ạ? Bị cái mình. Dạ. Bực cái mình. Bà ơi. Thì chị bà có chuyện gì khó chịu lắm à? Con thấy bà khó ở lắm. Dạo này bà ấy là bà nóng lắm. Dạ. Bà nóng lắm cơ. Cho nên là bà quyết định rồi. Kể từ ngày hôm nay. Dạ. Mày không phải làm cái gì cả. Ôi trời. Bà ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lại bà đừng đuổi việc con nha bà. Ôi trời. Thằng này. Dạ. Bà không đuổi mày. Dạ. Mà bà có một việc muốn giao cho mày. Dạ. Việc này á, quan trọng lắm. Thế ạ? Dạ việc gì hả bà? Ôi trời ơi, nóng quá. Sao tự nhiên nóng thế, cứ nói đấy là nóng hơn là nóng. Nó cứ bốc bối trong người, nóng quá rồi con ạ. Trời bà ơi. Con lại cắn rơm cắn cỏ, con lại bà. Bà bảo con làm trâu làm ngựa con cũng làm được, chứ bây giờ bà bảo con làm cho bà hết nóng thì con không làm được đâu. Ông về ông mà phát hiện ra ông giết con. Trời ơi. Thằng này. Mày nghĩ cái gì đấy? Mày nghĩ bà như thế hả? Mày nghĩ là bà như thế hả? Thế không phải như mày, thế ạ? Mày vào rừng mơ để mày bắt con tưởng bổ đấy à? Ô thế mà con cứ tưởng. Thế tóm lại là có chuyện gì hả bà? Chuyện là thế này. Dạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Dạ. Mày theo dõi ông cho bà. Nhá. Ông đi đâu, gặp ai, làm gì, có chuyện gì xảy ra, mày báo cáo với bà. Nhá. Theo dõi ông á? Đúng rồi. Được không?
Không được đâu bà ơi. Làm sao? Ông mà biết, ông lại giết con. Làm sao mà giết được mày? Dạ. Đó có bà, không giết được, bà nhắc lại một lần cuối. Dạ. Kể từ ngày hôm nay, việc nhà là thằng mèo làm. Dạ. Còn mày chỉ mỗi một việc, theo dõi ông, 2.5 hào đồng ý không? Làm luôn. Tuyển rủ có thằng này, có thế là nhanh rồi. Trời kìa. Có cái thằng này. Dạ. Sao mày cứ bám theo tao như thế là thế nào? Dạ. Nhà mày không có việc gì làm à? Đi về nhà hoặc ra đồng có việc gì làm. Biết nhanh. Không được ông ơi, con phải đi theo ông. Ai bảo mày đi theo tao? Bà bảo con phải đi theo ông. Ông đi đến đâu ấy là con phải đi đến đấy. Bà bảo mày. Vâng. Thế bà có trả công cho mày không? Có chứ ông. Một tháng nhá, bà trả cho con 2.5 hào. Dạ. Ông trả cho mày 3 hào. Ủa? Với một cái điều kiện là mày cấm được phép xếp chuyện gì với bà, nghe chưa? Ê, nhưng mà không được ông ơi. Ê, làm người ai làm thế? Mày mà không làm thế. Dạ. Thì mày không có làm người được đâu con ạ. Ừ. Mày muốn tiền hay là mày muốn ăn đòn à? Bà giả cho mày 2.5 hào, ông giả cho mày 3 hào, là một tháng mày có 5.5 hào. Bây giờ mày muốn gì? Muốn ăn đòn đúng không? À, không, tất nhiên là con muốn ăn tiền chứ lị. Thế là thông minh đấy con ạ. À. Dạ. Phải nên nhớ là nước trong ấy thì không có cá. Dạ. Người thông minh quá thì không ai chơi. Dạ. Đấy. Nhiều chuyện bếp xếp ấy. Vâng. Có khi là... Ok, ông ơi. Đây, ông đi đâu đấy? Nhà mình về đường này cơ mà. Mày điên. Dạ. Tao đến nhà con Hến. Về nhà làm gì? Ôi trời, ông qua nhà con Hến á. Cái tao bàn việc làm. Bàn việc làm? Cái con Hến đấy chỉ có con trai nó ăn thôi. Chứ bây giờ ông qua đấy có đi đâu mà bàn việc làm. Mày nên nhớ nhá, là mày ngậm miệng ăn tiền rồi đấy. À ông, đã có cái gì đâu mà ngậm ông. Đây, 3 hào. Ừ. Nhớ ngậm miệng ăn tiền đấy. Bếp xếp lại chết với ông. Ừ. Ông ơi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ông khôn bằng con rồi đấy. Này, dạ. Mày đợi ông ở đây. Vâng. Dạ. Ông vào ông ăn nhoáng một cái xong rồi ông ra luôn. Dạ. Nhớ có ai vào nhà thì mày đánh động nhá. Vâng. Ông ơi, cẩn thận chúng độc. Độc làm sao được, cầm lấy. À, dạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ừ. Em bảo này, cụ làm gì cũng phải cẩn thận nhá. Chứ cả cái làng Bồn này trông chờ vào mỗi trí tuệ của cụ thôi đấy. Ừ. Cụ mà có bệnh hệ gì nhá là em chết ra đấy đấy cụ ơi. Rồi, biết Hến yêu rồi, biết Hến thương rồi. Ôi trời ơi, xinh chưa kìa. Hến ơi, nhìn cái mũi Hến kìa. Mũi Hến như điếu thuốc lào. Anh nhìn thấy Hến chỉ muốn hít vào, hít ra. Nợm. Ôi trời, nhìn cái môi này. Môi Hến như một bờ ao. Anh nhìn thấy Hến chỉ muốn nhảy vào tắm luôn. Tắm luôn á, tắm. Ôi, cậu yếu thế không biết nữa. Yếu là yếu thế nào? Đây thịt bò vẫn ăn nhá, xương gà vẫn nhai nhá, chân giò vẫn gặm, gặm luôn. Sao
thế. Cụ Lý chả thương em cái gì cả, lúc nào cũng chỉ tán tỉnh em mãi thôi. Thương lúc nào mà chả thương, em biết rồi. Tiền 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 chứ gì, tiền tiền đây 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 này, mấy chục quan này nhá. Thế bây giờ đã thấy thương chưa? Từ từ đã, để em cất vào người cho nó chắc. Tự dưng hôm nay nhá, là em nhìn thấy cụ Lý nó cứ mãnh liệt kiểu gì. Yêu luôn nhá. Chiêm bao kỹ lắm đấy ông ơi. Này, này, ngon. Phải nói hôm nay là một cái bữa tiệc đơn sơ nhưng mà nó đầy ý nghĩa. Khúc nào ra khúc ấy. Đến bây giờ ông vẫn thấy dư âm con ạ. Mà có tiếng ngon không? Ông, con có được miếng nào đâu mà ông bảo ngon. Ông vào ăn, ông bắt con đứng ở ngoài canh. Ôi dồi ôi, muối nó đưa cả họ đến nó ăn thịt con này này. Mày mới được miếng thì ông còn bị đánh nhau vỡ đầu à. Con quên. Nhưng mà ông phải công nhận, dạ, mày là một cái thằng đầy tớ trung thành, ngoan. Nhưng mà nhớ, cấm được hé răng nghe chưa? Đép xét là cháy nhà hỏng đấy. Ba hào nó phải hơn 2.5 hào không? Nhưng mà ông thấy tuyệt lắm con ạ. Tuyệt, tuyệt lắm. Tuyệt lắm Lý. Con ơi, dạ, giàn thiên lý nhà ông sắp đổ rồi. Đi. Chết không được khai nghe chứ. Ông yên tâm. Dạ bà. Đi đâu mà giờ này mới về? Đi. Bẩm bà, ông đi ăn cỗ ở làng bên mới về bà. Ăn cỗ, chưa đến lượt mày. Dạ. Nhớ, im mồm, chưa đến lượt mày. Thế à? Lý! Có Lý. Tôi lại thấy vô lý. Sáng nay tôi kiểm tra, tôi thấy mất 5 quan tiền. Đâu hết rồi, đâu hết tiền của tôi đâu. Hả? Tiền của tôi đâu? Tiền. Đâu? Bà ơi bà, ông không tiêu cái gì đâu. Không cho ông tiêu, không tiêu thì tiền đâu? Tiền đâu? Còn lâu còn mới biết. Trời ơi, mày đồng phạm với ông nhá. Đã thế thì hai đứa. Dạ. Nằm xuống đây. Ôi trời ơi bà ơi. Nằm xuống. Nằm. Ôi ông ơi, bao câu hướng này ông ơi. Đau quá bà ơi. Đau quá bà ơi. Dạ. Mày đánh mày đâu mà phải Dạ. Tao chưa đánh mày mày. Ơ dạ con tập trước cho quen bà ơi. Lát nữa rồi tao sẽ cho mày tập nhá. Lý. Đến đây. Tôi hỏi ông là tiền của tôi đâu. Tiền chắc rơi ở đâu ấy. Ở đâu thằng này. Đây. Ai trời ơi. Tao chưa đánh mày. Bây giờ tao mới đánh mày. Dạ. Tiền đâu? Dạ bà ơi. Tiền đâu? Con tề với bà là con không biết. Tiền của ông vẫn giữ nguyên cho đến khi ông gặp cô Hến à. Hả? Cái gì? Thằng ngu, mày đốt nhà ông rồi. Hến hả? Sao mày lại nói thế? Ông ơi, thật thà chất phác vốn dĩ là con.